Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 30 tháng 3 với những nội dung chính sau đây. Huyện Ân Thi tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện. Tiên Lữ tích cực chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Huyện Phù Cừ cất diện tích nuôi trồng thủy sản cho thu nhập khá. Lực lượng dân quân tự vệ huyện Khoái Châu nâng cao chất lượng huấn luyện. Nhức nhối tệ nạn ma túy ở thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Sáng nay, huyện Ân Thi trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, mùng 1 tháng 4 năm 1996, mùng 1 tháng 4 năm 2016 và phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Quang Huy, Nguyễn Khắc Hào. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh, lãnh đạo huyện Ân Thi qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ân Thi luôn đoàn kết đổi mới, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng huyện ngày càng phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ. So với năm đầu tái lập, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 62% xuống còn 32%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đều tăng. Thu nhập bình quân đầu người từ 2 triệu 600 nghìn đồng một năm tăng lên 37 triệu đồng một năm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được củng cố và giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng hoạt động có hiệu quả. Ghi nhận những thành tích đạt được, nhân dân và Đảng bộ huyện Ân Thi đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể cá nhân được Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua bằng khen. Tại lễ kỷ niệm thờ ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Ân Thi vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2010-2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Phóng biểu dương và đánh giá cao những kết quả huyện Ân Thi đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần tổ chức quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, cụ thể hóa thành các chương trình đề án có kế hoạch thực hiện ở mỗi cơ quan đơn vị, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận, tập trung mọi nguồn lực cũng như tận dụng các lợi thế về giao thông để phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển theo nhu cầu thị trường, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Trước mắt, huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng năm Bính Thân 2016. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng năm Bính Thân 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của ba tỉnh đại diện cho các vùng miền trong cả nước tham gia góp dỗ là Hưng Yên, Bình Thuận, Cà Mau. Lễ hội diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4, tức từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Trả lời các vấn đề báo chí quan tâm, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Bộ Thông tin Truyền thông khẳng định Phú Thọ sẽ thực hiện 4-0 trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương là không chặt chém, nâng giá, không ùn tắc giao thông, không mất vệ sinh môi trường và không ăn mày, trèo kéo khách. Ba tỉnh tham gia góp dỗ là Hưng Yên, Bình Thuận, Cà Mau tham gia các nội dung phục vụ lễ hội như tiến dâng lễ vật Dỗ Tổ Hùng Vương, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao du lịch, hội thi gói bánh chưng, giã bánh dày, biểu diễn nghệ thuật. Sáng nay, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2011, xã mới đạt 6 trên 19 tiêu chí sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ một xã có xuất phát điểm thấp, đến nay, xã Thắng Lợi đã hoàn tất 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả trên là do sự đồng thuận nhất trí cao của toàn dân. Qua 5 năm triển khai, toàn xã đã huy động 212 tỷ 629 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp trên 143 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng phát triển mạnh, đường giao thông cơ bản được cứng hóa bằng bê tông với tổng chiều dài 29,5 km, đời sống nhân dân được nâng cao.
Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Thắng Lợi. Đồng chí yêu cầu xã Thắng Lợi cần hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, trong đó tập trung nâng cao trình độ tay nghề cho lao động nông thôn để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản phẩm hàng hóa, tạo thành chuỗi giá trị nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần và dân trí trong nhân dân. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ đã tiến hành kỳ họp thứ 14, tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016. Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân huyện có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện khá toàn diện và có hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn theo luật định. Các hoạt động tổ chức kỳ họp quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, hình thức, phương thức giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thường trực các ban của Hội đồng Nhân dân huyện đặc biệt coi trọng nên đã phát huy được vai trò là cơ quan đại diện cho nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Cùng với đánh giá những kết quả đã đạt được, kỳ họp cũng đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Công tác tổ chức thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện ở một số lĩnh vực như quản lý đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường còn chậm, một số chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch đề ra. Trong hoạt động giám sát có mặt còn hạn chế, các cuộc giám sát theo chuyên đề còn ít. Trong hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân huyện còn một số thành viên chưa dành nhiều thời gian thỏa đáng tham gia hoạt động nên chất lượng giám sát có cuộc còn hạn chế. Việc đôn đốc các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện có lúc có việc chưa kịp thời. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, huyện Phù Cừ chú trọng khai thác diện tích mặt nước ao hồ, ruộng trũng để nuôi trồng thủy sản và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các chủ hộ. Toàn huyện Phù Cừ có 800 hecta mặt nước ao hồ ruộng trũng để nuôi trồng thủy sản. Hộ nuôi nhiều với diện tích trên 2 mẫu, hộ nuôi ít từ 2 đến 3 sào ao. Những diện tích này chủ yếu tập trung nhiều ở các xã Minh Tân, Đình Cao, Minh Tiến, Nguyên Hòa, Tống Chân, Tiên Tiến, Tống Phan và Quang Hưng đã được người dân đầu tư cải tạo thành các mô hình VSC để kết hợp trồng cây, nuôi thả cá và chăn nuôi gia cầm. Sản lượng cá hàng năm toàn huyện ước đạt trên 6.000 tấn. Năm nay thời tiết thuận lợi nên cá sinh trưởng phát triển tốt, ít dịch bệnh và giá bán cao nên nông dân đã mở rộng diện tích nuôi thả, đầu tư nhiều với các giống cá đặc sản như cá chấm đen, điển hình như trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Nam, xã Tống Chân, nuôi cá rô đồng, cá rô phi, cá chép trôi của gia đình ông Nguyễn Hữu Tân, xã Đình Cao, anh Lưu Văn Dũng, xã Quang Hưng, ông Nguyễn Văn Ước, xã Tống Phan. Nhiều mô hình VSC chăn nuôi thủy sản kết hợp với trồng cây cho thu từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng mỗi năm. Do ảnh hưởng của thời tiết nên thời điểm này, trên đàn gà xuất hiện các mụn bằng hạt đỗ mọc ở màu xung quanh mắt. Đây là triệu chứng điển hình của bệnh đậu gà. Để phát hiện và có biện pháp phòng trừ bệnh đậu gà, chúng tôi xin giới thiệu một số kinh nghiệm để bà con cùng tham khảo. Đậu gà là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra. Gà mắc bệnh ăn uống kém có thể làm gà bị chết. Để giúp người chăn nuôi nhận biết phòng trừ bệnh hiệu quả, xin nêu ra một số vấn đề sau. Triệu chứng, gà bị bệnh thường ở một trong hai thể ngoài da và niêm mạc. Đối với thể ngoài da, mụn đậu mọc ở màu, mép xung quanh mắt và đôi khi ở cả chân, hậu môn, phần da bên trong cánh. Mụn đậu mới xuất hiện là những nốt sần nhỏ, có các màu nâu xám hay xám đỏ, sau đó to dần như hạt đậu, da sần sùi. Gà mắc ở thể này có thể vẫn ăn uống bình thường. Đối với thể niêm mạc, thường xảy ra ở gà con, mụn mọc trong niêm mạc, hầu họng, khóe miệng, thanh quản thường phủ lớp màng giả màu trắng hoặc vàng. Gà khó thở, ăn uống kém, từ miệng chảy ra chất nhờn, lẫn mủ và màng giả. Đôi khi gà bị cả hai thể kết hợp làm bệnh tiến triển nhanh hơn và dễ chết hơn. Phòng bệnh, bà con cần cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống cho gà, đảm bảo đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh. Bổ sung thường xuyên các loại vitamin, khoáng chất, điện giải, định kỳ phun thuốc sát trùng chuồng trại, khu chăn nuôi, dùng vaccine phòng bệnh cho gà từ 7 đến 10 ngày tuổi. Khi gà có các triệu chứng trên, để trị bệnh, bà con dùng nước muối pha loãng rửa sạch rồi bôi các thuốc sát trùng nhẹ như xanh metilen hoặc cồn, ngày bôi 1 đến 2 lần, liên tục trong 3 đến 4 ngày. Trong khi nhiều hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, thì trong những năm qua, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã làm ăn có lãi và tạo thu nhập ổn định cho xã viên bằng mô hình sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, đúng theo định hướng phát triển hợp tác xã kiểu mới của nhà nước.
Theo luật hợp tác xã, từ năm 2012, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Quan đã tiến hành chuyển đổi mô hình từ hợp tác xã kiểu cũ với ban chủ nhiệm điều hành thay bằng hội đồng quản trị với các chức danh chủ chốt như chủ tịch hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Hiện tại, hợp tác xã đang thực hiện 5 loại hình dịch vụ kinh doanh là dịch vụ thủy nông, kinh doanh bán lẻ điện, dịch vụ nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dịch vụ bảo vệ thực vật. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2015, hợp tác xã đạt doanh thu trên 1.600 tỷ đồng, lương trung bình xã viên đạt trên 4 triệu đồng một năm. Để thích ứng với điều kiện phát triển của xã hội cũng như quy định của luật, hợp tác xã đã có nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh bằng việc cử cán bộ đi đào tạo và đào tạo lại. Năm 2016, hợp tác xã bổ sung thêm lĩnh vực kinh doanh mới là kinh doanh chợ. Từ sự chỉ đạo điều hành đúng đắn của ban chủ nhiệm đến việc triển khai thực hiện có hiệu quả đã giúp cho hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Quan liên tục làm ăn có lãi, qua đó tạo được nguồn vốn tái đầu tư. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho bầu cử của huyện Tiên Lữ đều đảm bảo về mặt thời gian theo quy định. Qua hội nghị hiệp thương lần 2, có 60 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 729 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn, một người ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ 2. Đây là một chương trình tuyên truyền bầu cử của Đài Truyền thanh huyện. Ngay từ giữa tháng 2 năm nay, Đài đã tăng các tin bài chuyên mục hỏi đáp về luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, cũng như hoạt động của Ủy ban bầu cử huyện, các xã, thị trấn và đoàn kiểm tra giám sát về công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Để tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử, thì Đài Truyền thanh huyện đã tích cực phối hợp với Đài các xã, thị trấn để đảm bảo công tác thông tin hoạt động một cách hiệu quả nhất. Cùng với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, huyện chú trọng và chủ động tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan. Hiện nay, Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch huyện đã kẻ vẽ được gần 30 khẩu hiệu và băng rôn để treo ở những vị trí trang nghiêm thuận tiện, tạo ấn tượng cho nhân dân về cuộc bầu cử sắp diễn ra. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban bầu cử từ huyện tới xã, thị trấn, Ban chỉ đạo bầu cử của huyện đã phân công rõ trách nhiệm, phần việc của từng thành viên, các tiểu ban, cũng như nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, nhân dân để kịp thời xử lý những phát sinh xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là giải quyết khiếu nại tố cáo và đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến trước, trong và sau bầu cử. Ngày 25 tháng 3, sau khi nhận tài liệu từ Sở Nội vụ như thẻ cử tri, danh sách cử tri và một số sách về luật bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện đã kịp thời cấp phát cho các xã, thị trấn, đồng thời có những hướng dẫn cụ thể để các địa phương chuẩn bị các bước cho hiệp thương lần 3, trước mắt là lấy phiếu tín nhiệm với những đại biểu nơi cư trú và nơi công tác. Huyện Tiên Lữ có 103 đơn vị bầu cử ở các xã, thị trấn, tổng số được bầu cấp xã là 386 đại biểu. Sau khi hoàn thành hiệp thương lần 1 và lần 2 đều đảm bảo về cơ cấu thành phần độ tuổi, đại biểu là nữ, hiện các xã, thị trấn đang khẩn trương cập nhật dữ liệu các thông tin về cử tri để viết thẻ cử tri, chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm nơi cư trú và các đại biểu ứng cử trên địa bàn. Ngoài ra còn tổ chức lựa chọn các thành viên tổ bầu cử ở các khu dân cư. Thành viên của tổ bầu cử thì chúng tôi cố gắng sẽ chọn ra những người, thứ nhất là người ta có kinh nghiệm từ các cái nhiệm kỳ bầu cử hội đồng quốc hội và hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ trước. Thế và cái thứ hai là người ta phải thật sự là công tâm khách quan. Thứ ba là người ta phải am hiểu về luật bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân. Với tinh thần đúng quy trình bầu cử, đúng thời gian theo lộ trình, đúng pháp luật về khiếu nại tố cáo và đúng người được giới thiệu ứng cử, hy vọng cuộc bầu cử ở huyện Tiên Lữ sẽ thành công tốt đẹp và ngày 22 tháng 5 tới đây thực sự là ngày hội của nhân dân Tiên Lữ và toàn tỉnh. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin quan trọng khác.
với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng, sát với thực tế, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương. Trong những ngày này, lực lượng dân quân tự vệ huyện Khoái Châu đang đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mùa huấn luyện năm 2016. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, khắc phục mọi khó khăn, những ngày này, lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Khoái Châu vẫn tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Quân số duy trì đầy đủ, mỗi cán bộ chiến sĩ đều có ý thức trách nhiệm cao, nắm vững về chính trị, luyện tập thuần thục các tư thế động tác, chiến thuật. Công tác xây dựng lực lượng năm 2016, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Khoái Châu đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng lực lượng năm 2016 sát với đại cả tình hình thực tế địa phương, nhất là về con người huấn luyện, về cái công cụ huấn luyện và cái giáo án tiến trình biểu cũng như thời gian huấn luyện của từng địa phương. Thì riêng đối với thị trấn Khoái Châu, chúng tôi đã xác định và làm đúng theo cái kế hoạch về mô hình học cụ là và bia bảng vật chất giáo án huấn luyện sát với tình hình thao trường địa phương sẵn có để phù hợp làm sao huấn luyện cho đạt kết quả cao nhất. Một trong những vấn đề được Ban Chỉ huy quân sự huyện Khoái Châu đặc biệt quan tâm trong huấn luyện chính là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trực tiếp huấn luyện. Đây được coi là khâu then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Vì vậy, trước khi bước vào mùa huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã cử cán bộ giáo viên tham gia các lớp tập huấn và tổ chức tập huấn cho Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn. Bên cạnh đó, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ thể đều được các đơn vị chuẩn bị chu đáo. Đến nay, sau tháng đầu ra quân huấn luyện, lực lượng vũ trang huyện đã gặt hái được những thành công bước đầu. Cho đến nay thì đã gần 1 tháng bước vào huấn luyện. Chúng tôi thì đã tổ chức huấn luyện xong cho cụm 1 của 6 xã và 2 đơn vị tự vệ. Và hiện nay thì chúng tôi đang tổ chức huấn luyện cho cụm 2. Để đảm bảo với chất lượng huấn luyện đồng đều và tốt hơn, chúng tôi đã tổ chức cái hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác huấn luyện trong thời gian tới được chặt chẽ và đạt kết quả cao hơn. Thông qua công tác huấn luyện cùng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và ý chí quyết thắng, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, tin rằng cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ nói riêng, lực lượng vũ trang huyện Khoái Châu nói chung sẽ đạt được những kết quả cao nhất trong mùa huấn luyện năm nay. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, xung kích trong lao động sản xuất, làm dân vận và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ma túy là cái bẫy cướp đi nhân tính và sinh mạng, nhưng nhiều người vẫn lao vào nó như những con thiêu thân. Thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động từ lâu đã trở thành điểm nóng về tệ nạn ma túy và kéo theo đó là những cái chết vì HIV/AIDS cùng nạn trộm cắp hoành hành. Đây là gia đình bà Vũ Thị Tâm ở thôn Cốc Ngang, mẹ của anh Trần Trung, vừa nhận mức án 8 năm tù giam vì tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Chồng mất sớm, bà Tâm một mình nuôi dạy các con. Do thiếu vắng sự dạy dỗ của người cha, lại được nuông chiều nên anh Trung mắc nghiện từ lúc nào không hay. Để có tiền sử dụng, anh đã đi buôn ma túy để rồi sai chân vào con đường tù tội. Bố em mất là tôi đã khổ lắm rồi. Gánh nặng gia đình nhà tôi phải gánh là bố là mẹ rồi. Mà tôi bảo ban em nhiều lần, em cũng nghe nhưng tôi cũng ra ngoài em lại nghe bạn bè luôn của mình. Thế vì thế em phải như này, cái gia đình khổ lắm, không thể nói ra hết được cái nỗi khổ. Bản thân nó cũng khổ, trong gia đình cũng khổ, làm mẹ như tôi cũng khổ, mà vợ con cũng khổ. Nó khổ một mình nó, nhưng mà một mình em làm khổ cho ba con người. Còn đây là gia đình anh Vương Văn Thật, một trong những đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Anh cho biết bị bạn bè rủ dê đã dính vào con đường nghiện ngập, đã nhiều lần cai nghiện nhưng không thành công. Quán hàng nước của gia đình anh cũng là nơi nhiều đối tượng có dấu hiệu nghiện thường xuyên lui tới. Anh em bạn bè xã hội cũng gửi vào tôi, muốn lương tâm mình chả muốn nghiện, chả ai muốn nghiện cả, chả biết nghiện đâu nào, chả ai nói bảo là ôi nghiện rồi chưa nghiện, chả biết nghiện nào, muốn nghiện thì chúng nào rồi. Mình cũng không biết được. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều gia đình có người nghiện ở thôn Cốc Ngang. Năm 2011, theo tổng rà soát của công an xã, toàn thôn có hơn 40 đối tượng nghiện. Năm 2013, 13 trường hợp được đưa đi cai nghiện. Hiện nay có 20 đối tượng nghiện hút có sổ theo dõi ở công an xã. Trong đó có gia đình 3 người con đều mắc nghiện. Những ống kim tiêm vứt rải rác khắp nghĩa trang
và bãi đất hoang giáp danh với xã Chính Nghĩa. Từ năm 2015 đến nay, 3 đối tượng đã chết vì sốc thuốc và HIV, 6 đối tượng nghiện ma túy liên quan đến các vụ án hình sự. Trong thôn, tình trạng trộm cắp vặt diễn ra thường xuyên, ngang nhiên ngay giữa ban ngày. Nghiện ma túy ở thôn Công Ngang thì là một cái điểm nóng rất nhức nhối. Ở đây có như vậy là đối tượng thì trẻ 18-20 cũng có, tầm 3-40 cũng có, và coi vậy là 4-50, trên 50 cũng có. Nguyên nhân do cái địa phương nghèo, sang làm sản xuất nông nghiệp, nên là nhân dân ở địa phương đi các nơi coi làm ăn, nhất là coi vậy nên coi về Sơn La và coi Hà Nội, Hải Phòng và các nơi mang một số coi như vậy là cái nghiện hút con nghiện về coi địa phương và coi mang thuốc về buôn bán tàng trữ. Nhiều gia đình, các bậc cha mẹ nhìn đứa con thân yêu sa chân vào tù tội vì ma túy, nhiều cuộc đời lầm lạc đã mất đi tất cả vì nghiện ngập. Cùng với đó là nỗi lo lắng triền miên của người dân khi tình trạng trộm cắp hoành hành. Qua đây rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra xử lý, đặc biệt là lực lượng công an để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân. Vừa qua, tại trường Trung học Phổ thông Ân Thi, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức buổi lễ trao giải thưởng tuần 7 đến tuần 12 vòng thi cấp trường, cuộc thi Giao thông học đường toàn quốc lần thứ nhất năm học 2015-2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Công ty Cổ phần Trò chơi Giáo dục Trực tuyến eGame phối hợp tổ chức. Trường Trung học Phổ thông Ân Thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất với trên 100 em. Kết thúc tuần thứ 12, ban tổ chức trao giải thưởng cho 60 học sinh đạt giải trên toàn quốc. Riêng trường Trung học Phổ thông Ân Thi có 28 em học sinh đạt giải. Đây là cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh để hạn chế đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Tạo điều kiện để các em học sinh trung học phổ thông có điều kiện tiếp cận bộ đề thi lý thuyết để được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Một số diện tích lúa ở Phù Cừ xuất hiện bệnh đạo ôn. Hợp tác xã trồng rau sạch Phú Thịnh thu hoạch lứa rau đầu tiên. Trường Trung học Phổ thông Kim Động có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh. Nỗi khổ của người được mời đám cưới. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.